Chào các bạn, mình thấy có bà già đang ngồi bán trái cây. Trái này là trái quất hay gì các bạn ơi? Mình hỏi thăm bà mua một vài trái nha các bạn. Rồi, chào bà bán trái này trái gì? Trái này trái gì vậy? Trái quất hả? Ở này hái trong vườn ra. Dạ, là mình mua đi rồi mình bán kiếm đồng lời hả bà? Rồi cái này là nhiêu ký? Bán trái hả? 7.000 có, 8.000 có, 10.000 có. Dạ. Rồi, cái trái nào là 7.000, trái nào 10.000 bà? Cái bự 10.000. Cái bự nhất là 10.000. Đây là 20.000 ba trái. 20.000 ba trái. Rồi. Là trái đó là chín là giờ là ăn được không? Dạ. À, mình ăn lấy muỗng mình múc mình ăn vậy ha. À, cái nồi ăn đó, khi ăn đại luôn. À, có trị bệnh gì không? Có. Nó trị bệnh gì bà? Bệnh nổi nè, rồi ta nói bệnh gan gì đó. Dạ. Đó, cái cây này nó trái nhiều dữ lắm hả? Về mình dầm vô nước đá, dầm vô nước đá mình ăn cũng được hả? Nó thơm thơm không? Tao cho ông mợ con hỏi cái mùi rồi đó. Cái này giống trái gì mà kêu trái cám khác hả? Dạ. Cái mùi nó là nó ngọt ngọt, nó thơm chưa ngọt ngọt hả bà? Chưa ngọt ngọt. Đây là trái quất. Trái quất. Trái quất nè các bạn ơi. Ta mua mà cái này ta về ta ngâm rượu quá tết, ta uống quá trời luôn á. À, ngâm rượu hả? Ta ngâm rượu uống bổ lắm á. À, mấy người kêu mua là cái trục tái. Ngâm rượu lên như làm thuốc. À đúng rồi. Dạ. À, chú về cái ngửa này ra. Ngửa ra mới đập ra thì chế rượu vô ngâm, ngon lắm. Rồi rồi, bà bán khách chút đi rồi. À. Chút con mua sau. Rồi có khách tới mua các bạn ơi. 10.000. 10.000 một trái này. Cái bự là 10.000. Ăn thử à. Này là trái quất các bạn. Ăn nó có vị thuốc à, có vị thuốc. Ở ngoài nó cứng vậy mà ở trong mình trái này trồng rất trái nhiều lắm hả bà? Trái quá trời luôn á chú. Tại quất ta lại á, dạ. Thấy cây trái quật hết trơn à. Một năm nó có được có một mùa à. Cái bữa con thấy là có 20 cái con mát hết. Một năm một mùa. Một năm chỉ có một mùa thôi các bạn. Trái này trái quất. Dầm nước đá với có bỏ đường ha khỏi bà. Bỏ đường ha khỏi. Không bỏ cũng ngọt hả? Bỏ thêm miếng đường. Dạ. Mày ăn mình bỏ thêm miếng đường. Còn muốn mà là khỏi bỏ đường nó ngọt ngọt. Cho ăn thử cho biết hả? Các bạn thấy những cái quất. À, nó có mùa là có tháng này là mới có hả? Dạ. Dạ. Dạ, tháng này là ăn ngon, tháng kia là nó sơ không hả? Mười ngàn một trái với 8.000. Này ngâm rượu uống cũng trị nhức mỏi đó bà. Dạ, nhức mỏi rồi đó. Các cái chứng chứng bệnh
Nhức giò, nhức mỏi, chân tay à. Cái này có lên mạng không? Rồi. Nó nặng ha. Nó nặng. Còn nó chín rục nó cũng vậy luôn hả bà? Dạ. Cái tới chín rục đó nó màu chứ nó màu màu đen đen á. Nó chín nhiều quá thì cái màu đen thui à. Dạ. Đen nó to này nó như vậy nè. Nó chín nhiều nè. Dạ. Nó chín nhiều chín đen thui cái cân. Làm thêm mà nó chín quá nó. Đấy, cái này chín to chứ nó rục luôn. Còn cái như vậy làm vừa ngon á. Cả này nó vừa hả? Vừa, nó vừa. Dạ. Bán trái à. Bán trái nó dễ hơn. Để trái nào lớn nhất là 10 ngàn. Còn trái nào nhỏ nhỏ hơn 8 ngàn. Còn nhỏ hơn nữa là 20 ngàn 3 trái. Bán trái rồi nó gọn chứ. Bán trái rồi nó gọn. Bán trái nó gọn. Bán ký rồi. Dạ. Bao lại được 3 tháng.